Từ hôm qua 16 tháng 9, nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 sau thời gian khẩn trương khắc phục hậu quả đã cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, có những con số thống kê đáng buồn sau bão. Đó là đến nay có tổng cộng 55 học sinh giáo viên thiệt mạng vì mưa lũ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo báo cáo của các địa phương, đến nay có 52 học sinh trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương, 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích. Do mưa to và gió lớn nên nhiều cơ sở giáo dục ở các tỉnh thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ bị ngập nước sâu, phòng học bị tốc mái, nhiều công trình bị sập đổ, bể kính, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của học sinh bị nước cuốn trôi, hư hỏng. Hiện còn 99 trường điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết, gồm có Lào Cai 83 trường, Cao Bằng 1 trường, Bắc Cạn 3 trường, Tuyên Quang 1 trường, Yên Bái 3 trường, Bắc Giang 8 trường. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản đã tích cực hỗ trợ học sinh vùng lũ như tặng 2.000 bộ sách, quy động tồn kho 12,5 triệu bản sách, đề xuất in bổ sung 10 triệu bản, ủng hộ chuyển tới Công đoàn Giáo dục Việt Nam 719 triệu đồng, quy động đóng góp từ lương chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 124 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục kêu gọi vận động tài trợ để hỗ trợ cho học sinh.